Vâng, hello, lại là anh Thịnh Bến Tre đây. Gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe và thành công nha. Thì hôm nay em lên cho em mình con Hyundai i10 bản đủ, mang chấm 2. Xe được trang bị ABS, túi khí, nút đề, đèn sương mù, 4 âm đút heo xe, gương kính chỉnh điện, gập gương, nút đề, start top. Đó, đập một cái giờ này mình nghe xe nó quá dữ, hầm hố ghê chưa. Cảm biến ghê đầy đủ, mang chấm 2, 4 máy nha. Xe gia đình bản đủ anh chị nha. Để cho anh em mình 255 cành, xe ngay chủ biển Sài Gòn. Em mới vừa đăng kiểm mới luôn, cảm biến ghê rin heo xe luôn nè anh chị. Lòng về cua về còn green deck sedan luôn. Nó quá chất lượng, 4 mâm 4 vỏ cực kỳ mới luôn. Sơn si thì khỏi phải nói rồi, nước sơn green còn khá là nhiều. Đăng kiểm tới cuối tháng 3 2025, 4 mâm 4 vỏ mới rồi. Gương kính chỉnh điện, gập gương đầy đủ, cụm đèn còn green của nó luôn nè. Xe còn rất là mới và đẹp anh chị. Giá này đều có cho mình, anh em mình nó nợ lại, cho nên mình thiếu lại, cho nên mình đổi xe nữa. Nó chịu phá green theo xe nè, đã không. Quay cái gầm cho anh em mình xem nè. Đó, gầm đẹp cực kỳ, sùng chỉ keo chỉ 100%. Đó, cua về riêng hết luôn nè anh chị. Đó, gầm này chất lượng vô cùng luôn, dàn ghế cực kỳ mới luôn nè, ghế tì tai nè, túp lô túp ly đẹp nè, đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, bao dùng với anh chị mình nha. Có cho nên mình nợ lại ha, tem bọng nhãn mát nhà sản xuất nè, dàn ghế nè cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nè. Vô lăng bản đủ sẽ đã trang bị được nút tích hợp nè, củ số rin nè, mang Android nè. Đó, trần thì có bọc lại cho nó mát á anh chị ha. Đó, gương kính chỉnh điện, gập gương nè. Đó, trời ơi, quay xe mà nắng mệt quá trời mệt anh chị. Nút đề start top luôn anh chị nha. Xe chạy 92.000 cây số, không lỗi, không taxi, không dịch vụ anh chị nha. Bao với anh chị mình luôn nha, màn hình Android luôn nè anh chị. Anh em nhìn dàn đồ nhựa nó là đẹp ghê chưa, xuất sắc mùa thu chưa anh chị. Đó, đã chưa. Giật carbon cho nên mình nghe phần tiếng máy của xe nữa nè. Anh em về sẽ việc lên xe đi, không tốn 1.000 luôn anh chị ơi, bao với anh chị mình luôn nha. Động cơ máy 1.2, 4 máy, keo chỉ sùng chỉ nè, ốc capo chưa mở luôn nè anh chị, ốc capo chưa mở luôn, sùng chỉ keo chỉ nguyên bản nguyên zin hết. Tất tần tật một chiếc xe nguyên zin, máy zin số zin, xe chạy 9.000 thì em xin phép em khỏi cần phải nắp cò anh chị nha. Quá chất lượng luôn, như mới, giá cực kỳ hợp lý. Anh em mình bỏ số tiền ra mua xe mới nhiều, gần 400, anh em mua chiếc xe này có 255 mà. Không, ngày xưa ủa chiếc này bản đủ là hơn 400 chứ, bản đủ ra giấy luôn nhớ không làm là 400 hay 430 gì đó, tại vì xe này là sedan sợ hơn nữa chứ không chừng đó. Thì anh em nào thích cái này thì nhắc máy alo anh Thịnh mình đó, nơi giao lưu cho đội mua bán bà con ha. Đó, anh em mình xem làm xe bớt cho anh em mình thôi. Đó, cứ qua xem, qua lái thử nha, chạy siêu tiết kiệm và siêu lành tính, dòng này nó được cái nó bền lắm anh chị nha. Nội thất quá đẹp, nách cửa như mới luôn, quá ok luôn anh chị ơi, ngại ngùng gì nữa, cứ qua xem đi em bớt cho.